À, xin chào quý vị trở lại lên chương trình trực diện TV. Thì vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021 vừa qua đó thì trong một cái hội nghị trực tuyến toàn quốc về cái việc mà quán triệt nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 thì trong một cái chuyên đề gọi là giới thiệu về cái việc mà chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021 đến năm 2030 của ông Thủ tướng chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Nguyễn Xuân Phúc có đưa ra một cái vấn đề có thể nói là khẳng định về cái việc mà Việt Nam có thể đứng hàng thứ hai trong cái khối ASEAN về cái quy mô của kinh tế. Thì chúng ta biết trong năm 2020 vừa qua đó, mặc dù là bị cái Covid-19 trên toàn thế giới, thì với cái tốc độ phát triển của Việt Nam là dương á, thì cũng đã đáp cái mức cuối cùng của cái quy mô kinh tế, cái GDP của năm 2020 đến cái mức là 340 tỷ. Thì với cái mức đó thì Việt Nam hiện giờ đang đứng thứ tư trên các cái nước ASEAN, tức là trên 11 nước. Thì cái quy mô này đó thì theo theo cái chiến lược phát triển trong 10 năm tới thì Việt Nam có thể là vươn lên và đứng thứ hai của cái khối ASEAN hay không? Thì đó là cái điều mà cái sự khẳng định như thế thì dựa trên rất là nhiều các cái yếu tố. Và hiện giờ chúng ta biết là nền kinh tế lớn nhất trong cái khối ASEAN đó, đó là cái đất nước Indonesia, cái đất nước Nam Dương. Nam Dương thì họ có cái dân số rất là lớn rồi họ cái diện tích cũng rất là lớn nữa họ lớn dân số có đến 250 triệu người trong khi ở Việt Nam chỉ có um, chưa tới 100 triệu thì um, chúng ta thấy rằng á uh, cái cơ sở nào để xác định uh, là nó có được cái sự mà vươn lên cái nền kinh tế như vậy thì um, tại cái cuộc hội nghị đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc uh, cho biết rằng là sau 35 năm nổi mới thì đất nước của Việt Nam đã đạt được những cái thành tựu ngay cả coi như là nó rất là nhiều thứ đã tăng các cái quy mô lên rồi cái tiềm lực ngay cả cái sự cạnh tranh trong các cái nền kinh tế cũng đã được nâng lên ngay cả trong khu vực cũng như là trên thế giới thì cái quy mô kinh tế của Việt Nam hiện giờ nằm trong cái top gọi là 40 nước ở trên nền kinh tế nằm trong cái top 40 của cái nền kinh tế lớn nhất thế giới và nằm thứ tư trong khối ASEAN và GDP bình quân đầu người năm 2020 đó đã đạt được là 3.500 Mỹ Kim thì um, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới thì đó là một số cái nét gọi là thành công trong cái bài mà giới thiệu của ông Nguyễn Xuân Phúc thì um, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng đó cái độ mở về cái nền kinh tế của Việt Nam á, đạt tăng khoảng 200% cái GDP và Việt Nam là một trong những nước có cái độ mở kinh tế cao nhất thế giới. Thì tôi biết trong 10 năm vừa qua cái tốc độ mà GDP của Việt Nam tăng lên gần như là gấp đôi. Và như vậy đó, thì Việt Nam có thứ hạng là làm nhất định ở trên thế giới và có một vị trí đã được nhận biết. Và Việt Nam thiết lập quan hệ với chính thức với 189 trên 193 quốc gia. Còn nói về tính luôn các cái vùng lãnh thổ thì um, Việt Nam có, có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với trên 224 nước và vùng lãnh thổ. Thì um, tăng trưởng kinh tế trung bình á, tính trong 10 năm qua, năm 2011 đến năm 2021 này, thì um, mỗi một năm nếu mà tính trung bình chia đều ra hết thì khoảng chừng 5.95, tức là gần 6 chấm. Thì đây là một cái tốc độ tăng trưởng rất là cao và nền kinh tế hiện nay thì mặc dù nói như thế thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng đó, nó cũng đang chứa đựng rất là nhiều các cái rủi ro thí dụ như là cái độ mở lớn nhưng mà cái năng lực cạnh tranh và cái sức chống chịu đối với cái cũng còn hạn chế về về cái sức áp lực của cái nền kinh tế đó rồi cái chịu sự chịu đựng ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu các cái thiên tai các dịch bệnh và ông thủ tướng cho rằng á với cái niềm tin và cái khát vọng của người dân Việt Nam thì cũng cần nhanh chóng bứt phá rút ngắn các cái khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới và nỗ lực phấn đấu đến coi như là thực hiện các cái mục tiêu làm sao đó để trở thành một cái nước có cái thu nhập trung bình cao và tất cả sẽ thay đổi cái cách nghĩ cách làm và chứ không phải bổn cũ xếp lại tức là phải có một cái sự sáng tạo hơn và Việt Nam càng lúc càng hội nhập đó thì phải hòa mình hơn vào thế giới và phải đẩy cái nước nước Việt Nam trong 10 năm tới phải thoát khỏi ra nói chung là phải đi vào một cái nước nước có cái thu nhập trung bình cao thu nhập trung bình cao chúng ta được biết là phải từ ba ngàn mấy bốn ngàn mỹ kim tới 12 ngàn mỹ kim ví dụ như vậy thì dĩ nhiên là để mà từ bốn ngàn lên sáu ngàn bảy ngàn tám ngàn lên tới 12 ngàn để mà cuối cùng đến năm hai 45 đó mà Việt Nam thoát ra khỏi cái mức là 12.000 trên một cái đầu người thì đó là một quá trình khá là dài nhưng mà đây là một cái chiến lược trong cái bài tham luận này thì xác định cột mốc chỉ có 10 năm thôi thì chúng ta biết 10 năm thì Việt Nam có cái chương trình là đến năm 2025 thì sẽ bước vào cái thu nhập cao nhưng mà bước vào thu nhập trung bình cao rồi sau đó thì trung bình cao nó có một cái khoảng rất là dài để mà thực hiện trong vòng 15 năm nữa thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng 20 năm nữa chứ cho nên thành ra chúng ta phải thấy rằng đó là một khoảng cách mà một có quá trình phấn đấu rất là dài thì um, cụ thể nhá là ông nguyễn xuân phúc có nói rằng chúng ta cần xây dựng một cái nền kinh tế tự chủ và mặc dù hội nhập sâu rộng nhưng mà chúng ta không phụ thuộc vào bất cứ nước nào và coi trọng thị trường trong nước chủ động kiên quyết uh, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia tức nghĩa là um, bây giờ đó thì trong cái bài phát trong cái lời phát biểu này đó thì có coi trọng cái thị trường trong nước tức nghĩa là đây là cái điều mà gần như các cái nước mà lên một cái mức phát triển đó bắt buộc phải trở lại cái thị trường nước ví dụ như trước đây người ta nói là nhiều nước là lợi um, coi như là hưởng lợi hoặc là um, cái phát triển chính là nhờ xuất khẩu chẳng hạn ví dụ như thái lan đó thì um, bây giờ thì người ta cũng phải nói về cái thị trường nội địa thí dụ như trung quốc trước đây cũng là một cái công xưởng lớn trên thế giới giàu có nhờ xuất khẩu nhờ có nhờ gia công cho thế giới nhưng mà bây giờ trung quốc họ cũng trước những cái áp lực của thế giới trước những cái rủi ro khi mà làm ăn với bên ngoài khi mà bị nước Mỹ họ chèn ép hoặc là họ trừng phạt kinh tế rồi những cái thị trường mà ổn định thị trường truyền thống nhiều khi nó bị sức um, mẻ hoặc là bị cái dịch bệnh thiên tai thì rõ ràng cái tiêu thụ nội địa là một điều rất là quan trọng và càng lúc càng phát triển thì cái tiêu thụ nội địa hay là cái thị trường trong nước là cái điều người ta nhắm tới nhất là ở Việt Nam có đến 100 triệu dân cho nên thị trường nội địa rất là quan trọng. Thí dụ như trong những năm vừa qua về cái thị trường mua bán, rồi những cái thị trường tiêu dùng hay là những dịch vụ ngay cả cái du lịch cũng vậy thì chúng ta thấy là trở lại cái vấn đề đó thì Việt Nam nằm ở vị trí như thế nào thì để hiểu được cái điều này chúng ta cũng phải hiểu được cái đối thủ của chúng ta là ai thí dụ như trong năm 2020 vừa qua hoặc là hai năm qua đó thì trước cái làn sóng cái chương trình của Hoa Kỳ thực hiện cái việc mà trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc cái cuộc chiến thương mại giữa hai cái đại cường này hạng nhất hạng nhì thế giới đó đã tạo ra những cái cơ hội và những thách thức cho Việt Nam coi như là người ta nói là cái làn sóng của các doanh nghiệp đầu tư tại Trung Quốc có chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc theo một cái chương trình gọi là muốn đa dạng hóa về cái việc mà mà phân phối hay nói đúng là đa dạng hóa về việc mà cung ứng cái chuỗi cung ứng đó, thì rõ ràng họ muốn chọn những cái nước khác như là Việt Nam như là Mã Lai như là Indonesia ngay cả Ấn Độ ngay cả Thái Lan ngay cả Philippines các thứ thì Việt Nam phải nằm trong cái thế gọi là cạnh tranh với các nước này về lao động, về cơ chế, về thuế má, về luật pháp, về đủ thứ chuyện hết kể cả địa lý, kể cả về khí hậu, kể cả về các cái ưu đãi đủ thứ chuyện hết thì chúng ta thấy rằng đó trong cái khu vực mà 11 nước Đông Nam Á thì cái đất nước Indonesia đó là nó dẫn đầu cái GDP của cái khu vực này thì theo như cái cách tính của thế giới thì khu vực Đông Nam Á thì cái đất nước mà Nam Dương đó, Indonesia họ có cái GDP hàng năm khoảng chừng 1.100 tỷ. Đó là cái số rất là lớn, gấp 3-4 lần của Việt Nam. Và cái kinh tế của nước Indonesia thì chủ yếu là gọi là một cái kinh tế thị à, kinh tế thị trường công nghiệp mới. nó họ đã đi vào một cái công nghiệp mới rồi. Và trong đó, đó thì chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đóng cái vai trò chủ đạo. Tức là À, và đây là một cái nền kinh tế có quy mô lớn nhất của khu vực rồi. Và kinh tế của um, Indonesia đó thì họ đạt mốc nghìn tỷ thì họ đã được chú ý của thế giới. Và đây là một cái quốc gia đó à, duy nhất góp mặt trong cái nhóm gọi là 20. Coi như là 20 nước đó, có cái nền kinh tế lớn nhất rồi. Và người ta nói với cái vị trí của Indonesia đó với cái dân số như vậy nữa với cái lãnh thổ như vậy nữa thì um, nếu mà phát triển đúng mức đó, Indonesia có thể lên tới top mà top 10 bạn biết là top 5 chứ không phải là top 10 đâu Nên Thế là theo cái hướng mà chiều lâu dài đó không không phải là tự nhiên họ dựa vào cái cái dân số không hay là cái thổ nhưỡng hay là cái cái diện tích không mà về các cái chính sách nếu mà là họ làm đúng họ sẽ vươn lên cái mức như thế nhưng mà đây có thể nói là cái quốc gia Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong cái cái G20 G20 là 20 nền kinh tế mà Um, có um, cái uh, hàng đầu của thế giới đó và chúng ta thấy rằng um, cái việc mà Indonesia hiện giờ đó có hơn 164 các cái công ty sở hữu quốc danh đừng có nói là Indonesia họ phát triển như vậy họ không có cái kinh tế quốc danh họ có và kinh tế quốc danh vẫn là một trong những cái kinh tế um, rất là mạnh và hoạt động của kinh doanh các mặt hàng cơ bản như là dầu mỏ hay là gạo điện lực đó rồi um, còn cái đất nước thứ hai đó là đang hiện giờ đang nắm cái GDP lên tới là 510 tỷ Mỹ kim. Trong khi Việt Nam 3 340 tỷ 340.6 tỷ trong năm 2020 vừa qua. Tức là so với Thái Lan Việt Nam cũng còn thua lên tới khoảng gần 200 tỷ, 160 mấy tỷ. Thì Việt Nam đó thì có cái dân số gấp gấp rưỡi rằng Thái Lan tức là Việt Nam khoảng 96 tỷ, triệu người, trong khi Thái Lan khoảng 60 triệu thôi nhưng mà Thái Lan đó thì cái quy mô của họ đó là đứng nhì các nước Đông Nam Á họ có đến 510 tỷ. Nếu mà so với Indonesia thì cái GDP của Thái Lan bằng phần nửa của đất nước Indonesia. Nhưng mà kinh tế của Thái Lan đó thì họ là một cái nền kinh tế khác. Thay vì Indonesia thì một cái nền kinh tế công nghiệp mới. Thì Việt Nam theo cái chương trình cũng phát triển nền kinh tế theo cái hướng là công nghiệp, công nghiệp mới và những cái công nghiệp mà có cái chiều cao, chiều sâu đó thì theo cái chương trình đã được hoạch định ra 5 năm tới cũng sẽ bước vào cái cái mức như vậy rồi 10 năm nữa rồi chương trình 10 đến năm 2045 chúng ta đã thấy rất là rõ rồi trong cái nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Và Thái Lan thì họ là một cái nền kinh tế mang chất là nông nghiệp nhiều hơn và họ là một cái nền kinh tế nông nghiệp mới phụ thuộc vào cái xuất khẩu với kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm khoảng chừng 60% cái GDP. Họ chủ yếu sống nhờ cái xuất khẩu và Thái Lan hoàn nền kinh tế chỉ sau Indonesia thôi trong cái khu vực ASEAN này và đứng thứ 8 châu Á và họ đứng thứ 20 toàn cầu theo cái danh nghĩa và họ đứng thứ 7 châu Á và thứ 20 châu Á nếu xét theo cái sức mua gọi là PPP. Và cái sự phục hồi của Thái Lan chúng ta thấy là nó nó dựa trên cái vấn đề mà xuất khẩu từ năm 2007 2008 đó. Ê, năm 1997 hoặc 1998 đó thì um, trong cái cuộc khủng hoảng đó thì Thái Lan bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì họ dựa chủ yếu vào xuất khẩu nhưng mà sau đó thì họ hồi phục cũng rất là thần kỳ và um, họ coi như là cái vụ mà họ phục hồi đó là nhờ cái kinh tế Mỹ lúc đó phục hồi và cái kinh tế của Thái Lan họ dựa rất là nhiều vào vấn đề mà xuất khẩu sang Hoa Kỳ đó là cái điều mà chúng ta thấy và Thái Lan đó thì sau này họ cũng phát triển vấn đề du lịch rất là mạnh. Đó là cái điều mà ai cũng đã thấy hết rồi. Mà hàng năm Thái Lan họ tiếp nhận khoảng chừng trên 30 triệu người du khách. Đó là một con số rất là kinh khủng. Mà Việt Nam thì hiện giờ á, nếu mà trước cái đại dịch Covid-19 này thì Việt Nam cũng chỉ khoảng chừng 20 triệu người. Thì con mốc mà 20 triệu người đó cũng là một sự thành công rồi. Nhưng mà để biến từ 20 triệu người đến 30 triệu người đó có khi là phải một cái chiến lược, nhiều khi phải 10 năm, có thi là ngắn hơn hoặc là dài hơn và nhiều du khách có khi họ đến một lần mà họ không đi nữa họ không đến nữa ví dụ như vậy thì đó là cái điều mà nó rất là quan trọng trong vấn đề mà du lịch thì đối với Philippines đó, thì là một cái đất nước đứng thứ ba trong cái khu vực đứng trên Việt Nam luôn và đất nước Philippines thì có cái dân số ngang bằng với Việt Nam tức là khoảng chừng một trăm mười mười mấy triệu đó tức là hơn Việt Nam không có đáng kể chỉ khoảng chừng mười triệu người thôi và Philippines thì cái GDP năm 2020 này đây thì họ đạt 367 tỷ, tức nghĩa là hơn Việt Nam không bao nhiêu hai mấy tỷ thôi. Và cái mức này rất có thể là sẽ vượt qua, Việt Nam là nếu mà vượt qua Philippines đó thì cũng khá là dễ thôi. Nếu như mà cái sự đầu tư nó nó có tăng trưởng cao rồi cái việc mà tăng ra các cái sản lượng nó nhiều đó. Dĩ nhiên là cái dân số của Việt Nam với Philippines là bằng nhau nó ngang với nhau và cái việc mà vượt qua Philippines là một cái điều mà trong tầm tay tuy nhiên để vượt qua Thái Lan thì đó là cả một vấn đề bởi vì cái cách xa của nó nhiều hơn lên tới một trăm mấy chục tỷ lận và theo như các thống kê thì cho thấy rằng đó Philippines là cái nền kinh tế lớn thứ năm nó là cái tới thứ năm á đứng đứng thứ thứ ba trong các cái nước Đông Nam Á và coi như là họ đứng thứ 15 của châu Á và 36 trên thế giới thì Việt Nam thì chúng ta thấy rồi trong cái bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc này nói rằng Việt Nam đứng thứ 40 thì Thái Lan họ đứng thứ 36 và đây là một trong những cái nền kinh tế mà có cái tốc độ tăng trưởng cũng rất là cao ở trong cái khu vực Đông Nam Á này và cũng như là trên toàn cầu nữa trung bình đó, thì cái GDP của Philippines trong những năm gần đây họ tăng trưởng tới 7.5% đây là con số rất là ấn tượng và các cái lĩnh vực quan trọng của cái kinh tế của Philippines đó, thì thì nó bao gồm là nông nghiệp rồi công nghiệp và đặc biệt là chế biến các cái thực phẩm rồi dệt hay là sợi quần áo rồi các cái bộ phận điện tử và ô tô rồi ngành khai thác mỏ cũng như là các cái tiềm năng ở cũng là một cái ngành có cái tiềm năng ở Philippines rồi ngay cả sở hữu một cái năng một cái lượng dự trữ lớn về chrome hay là nickel á rồi đồng hay là gần đây là các cái khí ga tự nhiên cũng đã được tìm và thêm vào các cái nguồn dự trữ năng lượng thì chúng ta thấy là đối với cái mục tiêu để vượt qua hai cái nền kinh tế đó thứ là nền kinh tế của Philippines và một cái nền kinh tế của Thái Lan thì ở Việt Nam với Philippines với Thái Lan có những cái nền kinh tế nó tương đồng với nhau về công nghiệp về cũng về à, du lịch và ngay cả về cái nông nghiệp nữa và kể cả công nghiệp chế biến và cái công nghiệp về may mặc hay là à, dệt vải các thứ thì um, cụ thể quy mô của Việt Nam trong năm 2020 này thì chúng ta thấy rõ ràng là 30.6 tỷ Mỹ Kim và hiện giờ là đứng thứ tư trong cái nền kinh tế của các nước trên thế giới cái vấn đề đó là cái nền kinh tế của Việt Nam nó cái mang màu sắc nó khác cái các cái nước trên và ngay cả khác nó rất nhiều nước trên thế giới nữa Thí dụ như Việt Nam nói rằng nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế thị trường nhưng mà định hướng xã chủ nghĩa thì um, đó là một cái mục tiêu chung và chúng ta thấy rằng đó mặc dù gắn về cái mục tiêu là định hướng sau chủ nghĩa nhưng mà với cái sự mà hòa nhập hay là hội nhập vào các cái định chế kinh tế tài chính thế giới theo kiểu các cái hiệp ước về FTA FTA đó đối với rất là nhiều nước và nhiều khu vực thì càng lúc càng để sang sẻ và những cái tiêu chuẩn của cái kinh tế thị trường nó được hòa hợp hòa nhập vào cái cái sự mà thỏa thuận thì trong những năm gần đây đó các cái chỉ số của thế giới khi đánh giá rằng Việt Nam cái mức sống rồi à, cái nhu cầu chỉ số hạnh phúc hay là chỉ số quan trọng nhất đó trong thời gian vừa qua là cái chỉ số về à, à, cái nền kinh tế tự do đó thì cũng được tăng điểm rất là nhiều trong năm 2020, Việt năm 2021 này đó Việt Nam tăng lên tới 15 bậc thì đó là một cái điều rất là quan trọng bởi vì nhiều nước khác trên thế giới khi mà họ muốn đầu tư vào Việt Nam họ nhìn vào các cái số liệu đó và một cái nước mà có cái chỉ số tự do kinh tế càng cao chừng nào thì càng thu hút và càng an tâm cho các cái nhà đầu tư chắc chắn rằng với cái đà mà tăng trưởng như vậy đó về các cái sự đánh giá của các cái chỉ số đó đó nó sẽ góp phần rất là lớn à, thay đổi cái cách nhìn của um, các cái nhà đầu tư vào cái hình ảnh của đất nước việt nam và um, à, càng về sau này đó thí dụ như ngay cả những cái nền kinh tế rất là lớn hạng nhì thế giới như là trung quốc đi nữa mặc dù là trung quốc họ có cái chiến lược hay có cái bộ máy cái cách thức điều hành người ta nói rằng tương đồng với Việt Nam cũng là do Đảng Cộng sản lãnh đạo rồi có cái bộ máy chính quyền cũng giống giống và cái nền kinh tế của Trung Quốc thì mặc dù lớn hạng nhì thế giới một năm làm ra tới 15.000 tỷ Mỹ kim tuy nhiên thì Trung Quốc trong con mắt của thế giới đó có nhiều nước vẫn không công nhận đó là một này cái thị trường bởi vì có một sự can thiệp quá lớn của nhà nước và có rất là nhiều các cái yếu tố mà người ta thấy rằng ở nơi đây không có các cái chỉ số kinh tế um, gọi là mình kinh tế tự do thậm chí là Trung Quốc còn bị sắp sau Việt Nam về các cái chỉ số đó nữa chúng ta thấy rằng um, điều này uh, cho thấy rằng trong Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua phải có cái sự cố gắng rất là lớn nhất là trong cái nhiệm kỳ vừa qua đó thì uh, chính phủ um, Việt Nam đã thực hiện rất là nhiều các cái công đoạn về cải cách thể chế về um, thay đổi hàng loạt các cái vấn đề và có những cái điều mà hồi trước đây chúng ta thấy rằng là người ta không bao giờ nghĩ tới hoặc là người ta cảm thấy là một điều cấm kỵ hoặc là một cái điều mà rất là khó thay đổi nhưng mà sau này đó thì người ta vẫn thay đổi và vẫn phải hòa nhập thì đó là một cái điều mà cho thấy rằng với cái sự phát triển chung thì những cái điều gì tốt đẹp vẫn có thể san sẻ được và cái nhận thức mới là cái điều quan trọng thì um, cụ thể nói về cái vấn đề mà kinh tế thị trường đó khi mà gia nhập vào cái tổ chức um, kinh tế thế giới WTO đó rồi um, những nước mà họ công nhận là kinh tế thị trường đó nó có những cái vấn đề mà ưu đãi hơn và uh, về um, cái sự thuế má cũng uh, vậy và cái vấn đề đầu tư họ cũng uh, tăng trưởng hơn nữa. Cho nên là tính đến cái thời điểm uh, hồi tháng 7, đó hồi mà cuối năm 2007 đó thì Việt Nam khi đó thì um, chỉ có một số những cái nước họ công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường thôi ví dụ như là Trung Quốc, Nga hay là Venezuela hay là Nam Phi hay là cái khối Asean hay ngay cả Uren và sau này đó thì đến năm 2013 Việt Nam có khoảng 37 nước khi đó thì Việt Nam có khoảng 37 nước công nhận là cái nền kinh tế thị trường thì trong đó thì có những cái nước rất là lớn mà bây giờ đã trở thành bạn hàng rất là quan trọng của Việt Nam như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như là um, coi như là Đức và đến năm 2017 đó thì um, sau hàng loạt những cái thành công của Việt Nam khi mà gia nhập đàm phán các cái hiệp ước gọi là FTA với rất là nhiều nước và nhiều cái khu vực thì um, ông Phạm Bình Minh khi đó cũng đã cho biết rằng Việt Nam có đến 69 các cái các cái nước công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Và đến thời điểm như hiện nay thì được biết rằng uh, con số nó lên tới 77 các cái quốc gia đã công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường thì cái điều đó rất là tốt bởi vì người ta nói rằng trong cái nền kinh tế thị trường đó thì nó sẽ tạo ra những cái tiêu chuẩn chung và càng các nước họ sẽ vì cái yếu tố đó họ sẽ làm ăn họ rất là tin tưởng hơn nhưng mà cái điều quan trọng đó là đối với nước Mỹ thì nước Mỹ vẫn coi là chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và quốc Mỹ cũng chưa công nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường bởi vì cũng cần nói ở Việt Nam có những cái tiêu chí cần phải thay đổi nhiều hơn và ngay cả cái vấn đề mà quản lý của nhà nước đó can thiệp nhiều quá và làm cái phần phần mà kinh tế quốc doanh đó được ưu đãi nó thiết kém đi cái sự mà bất bình đẳng đó, ở trong cái nền kinh tế xã hội thí dụ như thay vì một cái doanh nghiệp của nhà nước nhưng mà cũng phải có một cái sự bình đẳng không có cái sự bảo bọc hoặc là để mà thay vì những cái thành phần khác người ta đóng thuế rất là nhiều nhưng mà thành phần doanh nghiệp nhà nước có khi được miễn thuế hoặc là được cứu trợ được hỗ trợ các thứ thì cái đó là cái điều mà các nước mà gọi là kinh tế tự do người ta muốn né tránh những cái điều đó để mà tạo các cái sân chơi chung không có làm nên một cái sự bất bình đẳng và ví dụ như bây giờ hôn hào rằng cái Việt Nam Airlines cần phải có cái sự cứu trợ và vừa qua ví dụ như đã có một cái sự mà um, tung ra 3.400 tỷ hay là 4.000 tỷ gì đó um, tiền Việt Nam để mà hỗ trợ cho các cái việc này việc kia thì um, những cái điều đó mặc dù là cho vai không lãi nhưng mà cho vai không lãi sức tức là có nghĩa là cũng đã bị thâm thủng vốn rồi bởi vì theo mấy năm trời nó phải có những cái sự lạm phát thì cái vai không đồng đó là cái sự mà thâm thủng cái ngân sách ví dụ làm cho cái ngân sách chẳng hạn ví dụ doanh nghiệp nó mà cứu nó thành công không nói gì không không thành công thì cái 4 ngàn tỷ cũng mất đi và rất là nhiều các cái doanh nghiệp hay là những cái dự án mà của trong cái thành phần kinh tế của nhà nước có khi là đầu tư không hiệu quả đắp chiếu chẳng hạn thì dĩ nhiên là trong cái thời gian gần đây những cái sự chuyển biến kể cả cái phong trào chống tham nhũng đẩy lùi đi những cái dự án như vậy và trừng phạt những cái sự sai phạm liên quan đến cái sự thất thoát về cái tài sản của quốc gia thì hàng loạt những cái cách làm đó nó cũng làm cho việt nam tăng điểm trong cái con mắt của thế giới tuy nhiên thì hiện giờ hoa kỳ họ vẫn chưa công nhận việt nam thì dĩ nhiên rằng hoa kỳ mà họ công nhận cái nền kinh tế thị trường cho việt nam thì điều đó có nó là một cái điều rất là đột biến nó là một điều rất là quan trọng để mà hội nhập sâu hơn nữa và có lẽ là trong một cái lộ trình chung thì trước sau gì đó thì cái nền kinh tế của việt nam theo như cái cái đà chuyển biến như hiện nay đó thì cũng sẽ đạt tới cái mức như thế thôi đến một cái lúc thí à, dụ như mà khi mà thực hiện rất là nhiều các cái chương trình làm cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước rồi sắp xếp lại các bộ máy tổ chức rồi nào là chống cái tham nhũng mà nó đạt được cái hiệu quả cao cái cái hệ thống mà gọi là các cái cơ chế đó nó hoàn thiện và nó mang nó chất là quản lý số và ở kỹ thực cao chẳng hạn thì chắc chắn một điều nó sẽ nó sẽ đẩy và đưa cái đất nước trong cái con mắt của thế giới ngày cả hoa kỳ nó sẽ khác đi và cái điều đó sẽ rất là có lợi. Và như hiện nay đó khi mà bước sang năm 2021 này thì chúng ta thấy năm 2020 vừa qua nó đã gây ra một cái sự tan tác rất là lớn cho thế giới, ngay cả Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mà ảnh hưởng nhiều nhất đó nằm trong cái lĩnh vực làm những người tiểu thương, những người buôn bán nhỏ, ngay cả trong cái lĩnh vực mà du lịch, du lịch của Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng, trong cái lĩnh vực du dịch vụ và ở Việt Nam thì cũng bị ảnh hưởng giống như vậy chúng ta thấy là rất là nhiều các cái tiểu thương Thí dụ như ở bông những cái chợ mà chợ An Đông đi nữa chợ Đồng Xuân chợ Bến Thành các thứ những cái nơi mà đã từng tiếp rất là nhiều các du khách và họ đã thành công trong những thời gian vừa qua thí dụ như trong trước khi mà đại dịch đó thì Việt Nam đón du khách khoảng chừng 20 triệu khách thậm chí là có người ta đưa ra những cái cột mốc khi lên tới 22 triệu khách và hàng năm đó đó là du khách nước ngoài nha. Và năm 2020 vừa qua thì du khách nước ngoài chỉ đi vào Việt Nam chỉ khoảng 3 triệu mấy người thôi. Một con số nó thấp rất là kinh khủng. À, 3 triệu mấy cũng là điều rất là dễ hiểu bởi vì đa phần 90% trong cái số 3 triệu mấy đó đó là họ đi trong cái tháng quý 1 thôi, khi đầu cái quý 1 của năm 2020 khi mà dịch bệnh chưa có bùng phát dữ dội thì Việt Nam cũng còn tiếp khách nước ngoài nhưng mà sau khi mà quý 1 kết thúc rồi thì gần như là đóng cửa và không có tiếp nhận khách nước ngoài nữa. Do đó thì khách nước ngoài nó không có là cái điều rất là đương nhiên. Và từ 20 triệu, hai mươi mấy triệu mà nó 22 triệu mà nó đi xuống chỉ còn có 3 triệu mấy thì chúng ta thấy là cái sự thất thoát rất là lớn cho các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực du lịch. Trong cái về các cái khách sạn, các cái nhà hàng hay là những cái khu vực ở bãi biển những cái tàu bè những cái công ty um, du hành đi nữa ngay cả trong cái lĩnh vực sân bay cũng vậy thì um, đó là nói về du khách quốc tế còn du khách trong nước đó một năm Việt Nam cũng um, năm trước cái um, cái cái đại dịch đó thì Việt Nam đón cũng khoảng lên tới 90 triệu lượt du khách ở trong nước tức là nội địa của Việt Nam đã tạo ra một cái tập quán người dân Việt Nam đã đi du lịch nhiều hơn trên 21 các cái sân bay của Việt Nam nó hàng năm cũng đón tiếp khoảng chừng 95 triệu lượt khách thì đây là một cái số liệu rất là quan trọng và cái cái mặt bằng du lịch của Việt Nam ngay cả trong cái cái hạ tầng cơ sở đó trong những năm gần đây có sự phát triển rất là nhiều tuy nhiên thì theo như đánh giá của các nước đó thì họ nói rằng vẫn phải còn làm nhiều hơn nữa theo cái kiểu là nhà nước và nhân dân cùng làm thì sự đầu tư của cái cái um, lĩnh vực mà kinh tế tư nhân vào cái nền kinh tế của Việt Nam trong cái lĩnh vực du lịch và um, càng lúc càng được cải biến nhiều hơn người ta thấy có nhiều cái khu du lịch sinh thái rất là đẹp, những cái khu resort ở bãi biển cũng rất là đẹp và um, những cái tập đoàn mà du lịch lớn như là mấy cái Vingroup, Vin, Group, Vin um, cái gì đó mà đủ thứ chuyện hay ngay cả làm Sài Gòn Tourist đủ thứ chuyện hết á thì um, họ rất là thành công và đã xây dựng ra nhiều cái khu đó rất là thu hút khách Tuy nhiên thì vẫn còn đó rất là nhiều những cái sự đánh giá rằng chưa có sự đồng bộ và um, giữ khách được lôi khách được một lần nhưng mà làm sao giữ khách để mà người ta tiếp tục trở lại nữa. Và cái sản phẩm tạo ra trong cái lĩnh vực du lịch của Việt Nam đó đánh giá trong cái mặt bằng chung của thế giới ngay cả khu vực thôi như là Thái Lan hay là um, Indonesia thì cũng còn thấp tức là một cái nhân viên du lịch ví dụ tạo ra một cái sản phẩm lên tới mấy ngàn mỹ kim ba bốn ngàn mỹ kim đối với việt nam nhưng mà đối với singapore thì người ta có thể tạo ra được khoảng chừng bảy ngàn mỹ kim thì nó có một cái sự cách biệt cao hơn và hàng năm đó thì các cái sân bay của việt nam đó đón khách như vậy đó thì nó vẫn là được cho rằng nó 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 chưa có đáp ứng nói chung á là thí dụ như cái sân bay mà Tân Sơn Nhất chẳng hạn, một năm được cho rằng cái công suất nó khoảng chừng 25 triệu khách là tối đa. Tuy nhiên thì nhiều năm nay nó đã bị quá tải, nhưng mà vẫn không thể cơi nới được, vẫn vẫn không thể làm nâng cấp lên được, vẫn không thể mở rộng được. Và những cái sân bay mới xây dựng theo cái kiểu như là ở Long Thành chẳng hạn, hứa hẹn rằng nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Tuy nhiên thì đó là một vấn đề của tương lai, không phải là bây giờ. Còn những cái sân bay nhỏ ở các cái tỉnh thành, những cái khu vực có lẽ nói rằng nó cũng không có đáp ứng đủ chỉ là những cái sân bay mang tính chất là nó còn rất là nhỏ thôi thậm chí là có những cái so sánh người ta nói rằng nhiều khi cái tổng sản lượng của các cái sân bay của việt nam 21 sân bay này đó có khi còn thua một hai các cái sân bay ở những nước như là singapore hay là thái lan những cái điều này hoặc là indonesia chẳng hạn thì đây là những cái sự so sánh người ta căn cứ vào cái việc mà đón những cái lượt du khách và cái điều này nói lên để thấy rằng cần phải nâng cấp hơn nữa về các cái lượt bay Bây giờ thì cái du khách ở trong Việt Nam á, cũng có nhu cầu bay rất là nhiều. Ví dụ như là, người từ Sài Gòn bay ra Phú Quốc, bay ra Đà Nẵng, bay ra Lai, bay ra Hà Nội, bay đủ thứ chuyện hết, bay ra Quảng Ninh. Rồi họ bay tùm lum tùm la hết thì hàng năm nó cái số lượng càng lúc càng cao hơn. Và càng cái tập quán mà tạo ra đó, ví dụ như là À, trong trước khi cái đại dịch này này tiến qua tính theo tiền Việt Nam thì tổng cái cái doanh thu đó tổng cái sự mà chuyển dịch trong cái ngành du lịch của cả nước kể cả là 95 triệu lượt khách ở trong Việt Nam rồi 20 triệu 22 triệu lượt khách của quốc tế thì nó là một cái con số lên tới khoảng 890.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tức là một con số cực kỳ lớn một cái cái vòng mà dịch chuyển á một cái số lượng tài sản rất là lớn đó là một cái cái trụ cột của một cái nền kinh tế có thể nói là nó góp phần rất là lớn vào cái việc mà xây dựng nên cái hình ảnh của, của việt nam nữa trong mắt của thế giới và bây giờ thì bị cái đại dịch thì chúng ta thấy rằng cái lượng du lịch của du khách việt nam đó, nó đã được cố gắng duy trì trong một cái thời gian tuy nhiên thì hiện giờ các cái sân bay của việt nam chúng ta thấy rằng người đi ở trong nước cũng rất là ít và các cái hãng bay đó như là Việt Nam Airlines họ kêu lỗ rất là nhiều và thậm chí là bây giờ phải xin luôn cái việc mà cứu giúp nữa và những cái hãng khác cũng bị ảnh hưởng chung cái số phận thôi còn những cái um, công ty vận hành lữ hành các cái công ty về um, nhà nghỉ khách sạn các thứ thì khỏi nói rồi họ bắt buộc họ có nhiều người phải gồng mình lên để mà um, nuôi dưỡng cái đội ngũ gọi là nhân viên và bây giờ thì trước cái làn sóng hay nói đúng hơn cái phong trào mà chống lại cái covid-19 chín cũng đang có những cái diễn biến rất là lớn. Ví dụ như ở Hoa Kỳ đang chích ngừa cho những người dân của Hoa Kỳ đến hôm nay thì tính đến cũng khoảng 90 triệu người rồi. Và trong thời gian tới thì Hoa Kỳ đạt cái cột mốc là khoảng chừng hết tháng 5 đó thì sẽ là chích hết cho những người dân Hoa Kỳ muốn chích và đối với Việt Nam nó thì bây giờ cũng đã đang nhập vào các cái thuốc của nước Anh rồi vừa qua thì Bộ Y tế của Việt Nam cũng thông qua và có thể cấp phép cho một cái thuốc khác của Sputnik của bên Nga nữa để mà cấp thiết cấp cho người dân Việt Nam thì với cái làn sóng phải chích ngừa rất là nhiều như thế này rồi những cái chương trình cho thấy rằng có những cái sự tranh luận với nhau trong cái thời điểm như hiện nay để xác định cái mục tiêu đó là có hay không để mà nhận đón cho các du khách quốc tế Và gọi là cái visa vaccine đó Có cần thiết đặt ra trong lúc này hay không Thì những cái nước trong khu vực như là Thái Lan Như là Mã Lai Như là um, Indonesia chẳng hạn Ngay cả Philippines Thì um, chúng ta thấy rằng Thái Lan đó, Với Indonesia thì um, những cái bùng biển Của Indonesia rất là đẹp Thậm chí là nhiều nước đã thấy họ đã xác định Rằng đây giống như là một cái thiên đường à, Và những cái nơi nghỉ dưỡng rất là thoải mái Người ta đến đó người ta cảm thấy rất là thu hút thì đó là những cái điều mà ở Việt Nam phải cạnh tranh rất là nhiều rồi và um, Thái Lan cũng vậy Thái Lan thì um, nổi tiếng ở góc độ khác là bãi biển họ cũng đẹp rồi họ có những cái khu um, chăm chút cho du khách rất là tốt và những cái dịch vụ đi kèm đó nó um, đã nổi tiếng nó định danh cho cái Thái Lan rồi thí dụ như massage Thái chẳng hạn rồi um, nhiều cái thứ khác và Thái Lan thì nổi tiếng là du lịch rất là rẻ và người ta tốn ít tiền ở trên cái khu vực đó mà hưởng được cái bầu không khí những cái bãi biển ấm áp và những cái dịch vụ đi kèm cũng ở mức nó rất là rẻ nữa thì đó là cái điều mà việt nam phải cạnh tranh rất là nhiều thì bây giờ các cái nước này đó họ đặt ra cái vấn đề là phải mở cửa cái nền kinh tế thì um, thái lan họ dự định ngay ở indonesia này nữa mã lai thì họ cũng đề muốn mở lại cái nền kinh tế của họ du lịch đó là khoảng chừng đầu tháng 7 thì như vậy ở Việt Nam có hay không cái việc mở cửa nền kinh tế thì bây giờ là thời điểm này thì thấy rằng cũng có những cái sự mà à, lây nhiễm ví dụ như vừa qua có một cái người nào đó đi mình trong một chuyến bay ở như là ở Phú Quốc rồi nó cũng bị nhiễm rồi năm người ở bên Trung Quốc um, rồi những cái người ở khu vực này khu vực kia à, bị dương tính này kia nọ thì cho nên nó cứ tạo ra những cái sự bất ổn và người ta cảm thấy rằng cần phải um, tiếp tục đóng cửa chẳng hạn, nghĩa là an toàn trước cái đã rồi phát triển kinh tế sau, hoặc là hướng vào cái nền kinh tế nội địa và du lịch nội địa và để mà mà duy trì các cái kinh tế để mà ổn định xong cái đã đợi hay là đợi chích ngừa hết. Thì cái vấn đề được đặt ra là chích ngừa đó. Thì rất là nhiều các ý kiến được đặt ra, ngay cả tổ chức y tế thế giới thậm chí họ nói rằng tới năm 2023 đó thì cả thế giới mới hy vọng là có thể là chích ngừa được hết. Tức là khi hết năm 2023 và bởi vì như ở Mỹ đến hiện giờ thì họ đang chích cho người dân họ nhưng mà những cái nước lớn trên thế giới đó ví dụ như 10 nước mà phát triển mạnh trên thế giới đó họ đã sở hữu và họ đang đặt mua những cái thuốc đó, chiếm đến 80% các cái thuốc uh, trên thế giới hiện nay và như Hoa Kỳ họ đặt tới 1 tỷ 2 liều thuốc nữa mà đó rất là nhiều ngay cả uh, Canada họ cũng đặt gấp 5 lần các cái dân số của họ ngay cả Đức ngay cả những cái nước khác họ cũng vậy và bây giờ thì khi mà đợi chích ngừa hết thì một cái sự mà mở cửa nền kinh tế ra đó thì trong cái thế mà cạnh tranh như thế này thì những nước nào mà họ mở cửa sớm á nó sẽ rất là nhiều các ưu đại. Nó sẽ tạo ra một cái lợi thế để mà vươn lên nó phát triển. Thí dụ như mà trong năm 2021 này khi mà Thái Lan họ mở cửa cái nền kinh tế họ du lịch họ đã đón khách thí dụ như 30 triệu khách trong năm 2021 đi. Và Indonesia họ có thể là đón khách khoảng chừng 40 triệu người thí dụ như vậy thì cái sản lượng họ tập trung trong cái lĩnh vực đó nó đi kèm với cái dịch vụ đi kèm với hàng loạt những cái vấn đề khác và cái GDP của họ trong cái năm đó nó sẽ tăng rất là nhiều ví dụ như ở Việt Nam nhiều khi bị mất một phần trong cái mảng đó chẳng hạn thì rõ ràng là người ta có một cái sự phát triển lên cao mà một khi người ta phát triển lên nhanh đó, phát triển cao thì mình mà không phát triển hoặc là mình chỉ bằng năm trước thôi thì tức nghĩa là một người lên rất là nhiều mà một người đứng một chỗ tức nghĩa là chúng ta đang thụt lùi thì đó là một cái điều thực tế mà không có nước nào trong cái khu vực này họ muốn cả tức là bây giờ cạnh tranh trên rất là nhiều lĩnh vực một khi mở cửa một cái nền kinh tế mà nó an toàn đó đó là một cái nhu cầu và trong một cái thế cạnh tranh đó cũng là một cái thế cảnh, trong một cái nhu cầu nữa và cạnh tranh không chỉ về vấn đề du lịch mở cửa một nền kinh tế toàn bộ không mà vấn đề là làm sao vừa đảm an toàn theo cái kiểu như là ông Nguyễn Xuân Phúc từng nói đó là cái tiêu chuẩn gọi là kép đó theo cái kiểu là vừa cái mục tiêu kép chứ không phải là tiêu chuẩn kép mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn nhưng mà vừa phải phát triển kinh tế thì mở cửa du lịch mở cửa cho du khách và đảm bảo được an toàn thì nó cũng kéo vào cái việc mà mở cửa vấn đề đầu tư nữa người đầu tư họ cảm thấy là không có bị khó khăn về xin visa và họ vào Việt Nam họ được đi lại nhiều thứ rồi họ tìm hiểu cái thị trường nó dễ hơn tiếp tiếp xúc được đủ thứ chuyện thì um, khi mà Thái Lan nó mở toàn diện khi mà Indonesia mở toàn diện thì đó là một thách thức rất là lớn đó là một cái cái áp lực cạnh tranh cho Việt Nam cho nên là hiện giờ cái sự mà tranh luận giữa các cái bộ ngành á để mà làm tham mưu cho chính phủ trong cái việc mà ban hành làm có cái thời điểm mở cửa kinh tế như thế nào và mở cửa rồi cách đi làm sao và có chấp nhận visa của vaccine hay không thì um, đó là một vấn đề mà chúng ta phải chờ đợi thử trong thời gian tới như thế nào nhưng mà rõ ràng bây giờ đang nằm trong cái thế cạnh tranh và um, nếu như mà không mở thì cũng uh, rất là khó mà các nước họ đang mở còn nếu như mà mình mở mà không an toàn cũng là một cái thử thách rất là lớn thì đây là một bài toán phải nói rằng um, nó rất là khó nó không phải đơn giản là ở tầm vĩ mô ở cái tầm mà họ quản lý chung đó Mà phải tính toán rất là cân nhắc thì đó là cái điều mà chúng ta thấy trong cái bối cảnh như hiện nay không ai mong muốn rằng cái cái nền kinh tế của mình bị tụt lùi hoặc là bị bị ảnh hưởng thua thiệt với các nước bởi vì bây giờ cái khát vọng của Việt Nam đang vươn lên rất là cao và cái khát vọng về phát triển kinh tế nhưng mà cũng cái khát vọng vươn lên cái sự mà đảm bảo về cái thu nhập và nâng cái mức sống của người dân thì cái mức sống của người dân cũng chủ yếu là do cái sự tự vươn lên và tạo điều kiện cho người dân cái mưu cầu cái hạnh phúc chứ không phải là nhà nước bao cấp theo kiểu là phân phối những cái tài sản theo cái kiểu để cho người dân họ sống nữa không phải là cái kiểu mà bao cấp như vậy mà bây giờ ví dụ như một cái ngành kinh tế họ có việc làm họ có cái công an ngoài những cái thu nhập họ cao lên thì tự họ làm giàu sẽ qua đó làm cho đất nước nó mạnh lên đó là một cái tiêu chuẩn chung và đây là một số những cái ý kiến và chúng tôi thấy được rằng là trong cái bối cảnh như hiện nay sau cái đại dịch rồi nó cũng vẫn còn rất là nhiều các thách thức và trong cái thế cạnh tranh như thế này nó đòi hỏi rất là nhiều các cái cái quyết định mà những cái quyết định đang chờ đợi đó nó mang tính chất là chiến lược và nó ảnh hưởng về cái lâu dài nữa thì đó là một cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay rất là cảm ơn quý vị xin kính chào